Nữ sinh cùng bàn được tôi tốt bụng giúp đỡ. Mẹ bịa đặt vu khống tôi, cuối cùng hại nhà tôi tan cửa nát nhà. Không ngờ tôi lại được trọng sinh, trở về ngay cô ta bịa đặt tôi. Vốn tưởng rằng tôi có thể xoay chuyển tình thế, không ngờ cô ta lại đào một kẻ hố lớn hơn đợi tôi. Tại sao chứ? Chẳng lẽ chỉ là lỗi của con gái tôi sao? Rồi không đậu trứng thối. Thằng nhóc này chắc chắn đã bắt nạt con gái tôi. Nó là đàn ông chẳng lẽ không cần chịu trách nhiệm sao? Ông mau ngậm cái mồm bẩn thỉu của ông lại đi. Tôi không muốn đánh ông trước mặt giáo viên đâu. Bố tôi tức giận đến đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Lúc này tôi rốt cuộc cũng hiểu, một người bố có giáo dục, tại sao lại trong lúc tranh cãi với bố của Liễu mà qua đời? Bởi vì bố của Liễu Như Yên còn đáng ghét hơn cả Liễu Như Yên. Con trai bố thân chính thể chính, nó cứ khăng khăng vu khống tôi. Vậy chúng ta báo cảnh sát xử lý là được rồi. Thấy tôi đề nghị báo cảnh sát, Liễu Như Yên đột nhiên ngẩng đầu lên như bừng tỉnh, liền lập tức tiến lên ngăn cản bố mình, đồng thời giải thích, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, bố tôi bị bệnh tâm thần. Mọi người đừng coi là thật những lời ông ấy nói, coi như là xin mọi người hãy nể mặt tôi và bố tôi, đừng dồn chúng tôi vào đường cùng có được không? Ràng buộc đạo đức được cô ta trời. Giáo viên chủ nhiệm thấy vậy cũng nhìn không được nói, hay là thôi bỏ đi. Trần Trạch, thầy biết em là học sinh ngoan, nhưng em cũng thấy rồi đấy, hoàn cảnh gia đình Liễu Như Yên vốn lại bị bệnh tâm thần nữa, không cần thiết phải làm lớn chuyện đến mức báo chi bằng dĩ hòa sáu quý đi. Nhưng tôi lại kiên quyết nói, đã muộn, tôi vừa mới báo cảnh sát rồi. Liễu Như Yên tống tiền bạn học, nếu giáo viên không giải quyết được chuyện này thì đợi cảnh sát đến giải quyết thôi. Cậu lại đổi điện thoại mới rồi à? Ừ, dạo này tớ phát hiện điện thoại rất hời luôn. Cái Huawei Mate 40 vào chỉ có 2.400 tệ thôi, rẻ hơn máy mới tận 4.000 tệ. Hơn nữa tớ cũng tìm hiểu rồi, điện thoại do Xuân Xuân kiểm định đều trải qua nhiều vòng kiểm tra chất lượng, giống như máy mới, đều được bảo hành 1 năm. Lenovo Socine 14 bên trên cũng chỉ có 1.800 tệ thôi. Thực sự rất dê cơ mê, mua hàng đảm bảo. Hàng cũ thì lên Xuân Xuân. Mục đích của tôi ban đầu chính là muốn làm lớn chuyện này, tốt nhất là có cảnh sát can thiệp. Như vậy Liễu Như Yên mới không dám tùy tiện bị đặt vu khống tôi sau này. Xét cho cùng thì bây giờ ai cũng biết cô ta cấu kết với đám côn đồ ngoài trường, cho đám côn đồ vào trường bắt nạt bạn học nữ cùng lớp. Sau này cô ta mà dám vu khống tôi sẽ kiện cô ta tội phỉ báng. Liễu Như Yên thấy tôi không hề nhân nhượng, vẻ mặt yếu đuối giả tạo trước kia lập tức bị cô ta vứt bỏ. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, hung dữ nói, Trần Trạch, cậu thật độc ác, cậu muốn dồn tôi vào chỗ chết sao? Đối với một cô gái thích cậu, cho dù cậu không chấp nhận cũng không cần phải hại tôi như vậy chứ. Hơn nữa tôi cũng đâu có thực sự hôn chúng cậu. Hừ, vậy đã chịu đựng không nổi rồi sao? Tôi chỉ trả lại nguyên vẹn những tổn thương mà cậu đã gây ra cho tôi. Thứ tình cảm của cậu khiến tôi thấy ghê tởm, với cả là cậu chưa thành công. Nếu thành công rồi thì sao? Là tôi may mắn sao? Tôi không nói thêm gì nữa, bởi vì cảnh sát đã đến rồi. Lương Liên, Giang Thần và những người khác đều bị nhà trường công khai phê bình, bị ghi sổ đầu bài. Chỉ có Liễu Như Yên là trường hợp đặc biệt, phạt dành cho cô ta vẫn chưa được đưa ra. Cô ta vốn dĩ vì lý do đặc biệt mới chuyển đến làm học sinh học lớp giữa trường. Xã hội và nhà trường đều dành sự bao dung lớn nhất cho gia đình cô ta, mà phụ huynh của những học sinh khác bị cô ta tống tiền. Thấy Liễu Như Yên bị khuyết tật, do dự một hồi lại không truy cứu nữa, sợ dư luận xã hội không tốt, cộng thêm việc cảnh sát can thiệp, Liễu Như Yên đổ một nửa sự việc lên đầu Vương Liên, bao gồm cả việc bản thân ban đầu bị Vương Liên bắt nạt. Những chuyện này đúng là đã từng xảy ra, cho nên các giáo viên cảm kết quả cũng tin rằng Liễu Như Yên bị ép buộc. Điều khiến tôi không ngờ tới là Liễu Như Yên chỉ bị đình chỉ học, thời hạn là một tháng. Kiếp trước sau khi tin đồn về tôi bị lan truyền, nhà trường đã lập tức quyết định đổi học tôi cơ mà. Vốn tưởng rằng chuyện này coi như đã được giải quyết ổn thỏa rồi, kết quả không lâu sau khi chuyện đình chỉ học vừa mới xảy ra, trên mạng đột nhiên xuất hiện một đoạn video. Trong video là bố của Liễu Như Yên cùng Liễu Như Yên đang ở nhà tiếp nhận phỏng vấn. Nhà của họ là một căn nhà ọp ẹp, trong nhà bừa bộn. Bố của Liễu Như Yên vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói, hình phạt của nhà trường dành cho con gái tôi biết vì nó bị bỏng mặt, không được xinh đẹp bằng người khác, nên luôn bị bạn bè bắt nạt. Nhưng tôi không ngờ bọn họ lại ép con gái tôi thôi học. Chúng tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Người khuyết tật chúng tôi muốn một con đường sống, chẳng lẽ lại khó khăn đến vậy sao? Con gái tôi luôn rất ngoan ngoãn, nương tựa sống cùng tôi, luôn chăm chỉ học tập. Mọi người xem này, những tấm giấy khen trong nhà đều là do nó mang từ trường về đấy. Làm sao nó có thể làm ra chuyện tống tiền bạn học được chứ? Nhất định là hiểu lầm. Tôi hy vọng nam sinh đã tố cáo nó có thể nhìn thấy video này, đứng ra giúp đỡ chúng tôi. Hình ảnh chuyển sang bức tường loang lổ phía sau. Trên tường dán rất nhiều giấy khen, nhưng phần lớn đều là giấy khen đạt được từ hồi tiểu học. Liễu Như Yên cũng nhìn vào ống kính nhỏ giọng nói, tôi không biết tại sao nam sinh kia lại ghét tôi như vậy, nhưng bình thường ở trường cậu ta cũng phòng túng, tôi chỉ là nhìn cậu ta thêm một cái. Cậu ta đã nhiều lần muốn bắt nạt tôi, sàm sỡ tôi chỉ muốn học tập thật tốt mà thôi. Tôi thật sự không phải là loại con gái hư hỏng như vậy. Hy vọng cậu ta có thể đứng ra nói rõ sự thật. Video này vừa đăng tải lên không lâu đã nhận được lượt tương tác khủng, lượt thích nhanh chóng vượt mốc 1 triệu. Cả mạng xã hội lúc này đều đang phẫn nộ thay cho cô ta, truy tìm nam sinh được cho là đã vu khống cô ta. Rất nhanh sau đó, thông tin của tôi đã bị người ta tìm ra, tôi lại một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng tôi vu khống Liễu Như Yên.